Xin kính chào quý ông bà mục sư cùng với con cái Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa nghe những tin tốt lành các hội thánh được mở ra và phát triển. Đó là điều khích lệ chúng ta nhìn thấy ơn lành của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cứ mỗi một bước phát triển của đạo của Chúa thì ma quỷ cũng giận dữ và sợ hãi mà tấn công trở lại. Đó là cuộc chiến luôn luôn xảy ra, luôn luôn xảy ra. Cô Diễm liên lạc với tôi, chuyển lời mời đến với Hội Thánh để học Kinh Thánh sáng hôm nay với đoạn Kinh Thánh là Sáng Thế Ký đoạn 12. Sáng Thế Ký đoạn 12 theo như lịch của Hội Thánh là sáng hôm nay sẽ học Sáng Thế Ký đoạn 12. Xin mời Hội Thánh mở ra Sáng Thế Ký đoạn 12, chúng ta sẽ đọc hết đoạn này. Chúng ta sẽ đọc hết đoạn này và chúng ta sẽ suy gẫm và học một số điều từ đoạn Kinh Thánh đoạn Sáng Thế Ký đoạn 12. Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, các ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Áp-ram đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được 75. Áp-ram dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Cha-ran từ đó ra để đi đến xứ Canaan, rồi chúng đều đến xứ Canaan. Áp-ram trải qua xứ này đến cây dễ bợp của Mô-rê tại Si-chen, và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó người đi qua núi về ở về phía đông Bê-tên rồi đóng trại, phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Kế sau Áp-ram vừa đi vừa đóng trại lần lần đến nam phương. Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Áp-ram xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Khi hầu vào đất Ai Cập, Áp-ram bèn nói cùng Sarai vợ mình rằng: Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng: Ấy là vợ hắn đó. Họ sẽ giết ta, nhưng để ngươi sống. Ta xin, hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Áp-ram vừa đến xứ Ai Cập, dân Ai Cập nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaon cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaon, vì cớ người nên Pharaon hậu đãi Áp-ram. Và Áp-ram được nhiều chiên bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai tớ gái. Song vì Sarai vợ Áp-ram nên Đức Giê-hô-va hình phạt Pharaon cùng nhà người bị tai họa lớn. Pharaon bèn đòi Áp-ram hỏi rằng: Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nói ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Đoạn Pharaon hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Áp-ram cùng hết thảy tài vật của người đi. Thưa Hội Thánh, tôi đặt cái đề tài cho bài học của chúng ta hôm nay là
sự yếu đuối của một anh hùng đức tin. Abraham, nhân vật chính bắt đầu đoạn 12 của Sáng Thế Ký trở đi, bắt đầu chúng ta thấy một xuất hiện một nhân vật mà lai lịch cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà tự nhiên nhân vật này xuất hiện và chính ông là một người đặc biệt. Ông không xuất thân từ một gia đình đặc biệt, nhưng mà chính bản thân ông là một người đặc biệt. Đầu đoạn 12 chúng ta thấy Chúa phán với Abraham rằng hãy ra khỏi dòng bà con người và đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Chúng ta thấy Abraham là một người anh hùng đức tin. Và thật vậy, Kinh Thánh cũng gọi Abraham là anh hùng đức tin. Chúng ta đọc thư Hebrew đoạn 11 là đoạn mà ghi lại những nhân vật, những anh hùng, những tấm gương về đức tin đó, thì Abraham cũng là một người được Kinh Thánh ghi lại. Mà quả thật chúng ta không thể chối cãi rằng Abraham là một anh hùng đức tin. Abraham được Chúa kêu gọi một câu rất là đơn giản: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi và đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Thư Hebrew nói rằng là Abraham được Chúa kêu gọi đi ra khỏi quê hương mình, đi đến một cái nơi mà không biết mình đi đâu. Với một sự kêu gọi của Chúa và một đích đến mơ hồ, không biết đích đến, chỉ biết Đức Chúa Trời kêu gọi mình thôi. Tôi tưởng rằng những người hầu việc Chúa đều có một sự kêu gọi như vậy, không thấy rõ đích đến hay là đích đến mơ hồ, nhưng mà biết rằng Chúa kêu gọi tôi. Từ cái sự cảm nhận sâu sắc và cái sự bị bắt phục đức tin đó đó, một người hầu việc Chúa dấn thân bước theo sự kêu gọi, không biết nơi mình đến, nhưng biết đấng kêu gọi tôi, nhưng biết đấng đã hứa với tôi. Abraham đi ra khỏi quê hương, ra khỏi bà con, nhà vòng nhà bà con mình. Đây là một điều khó khăn, thưa hội thánh. Đây là một điều khó khăn để chúng ta thấy rằng một người như dân tộc Việt Nam, chúng ta cũng thấy có nhiều người họ sống ở quê hương, họ chịu đói, chịu thiếu, chứ kêu họ đi khỏi quê hương họ đi không? Khó lắm, khó lắm. Trừ khi họ đi cả làng để di cư vào một vùng mới, đi cả làng để lúc đó có nhau, có bà con, có thân thuộc, đi trong cái sự yên tâm. Tôi cũng ra nhiều vùng miền Bắc, lên núi với các anh chị em, con cái Chúa, thấy thiếu thốn quá đi. Và cũng có lời mời họ vào trong các tỉnh miền Nam. Tôi cũng nói mời họ vào, sẽ có chỗ làm việc, sẽ có những vườn rẫy anh chị em có thể lao động, tìm đồng lương, kiếm thu nhập một cách chính đáng và có thể sống được. Đất ở Tây Nguyên nhiều lắm, có thể sống được. Nhưng mà mỗi lần tôi mở miệng ra, 10 lần tôi gợi ý như vậy là 10 lần tôi bị từ chối hết. Họ không muốn đi. Họ không muốn đi ra khỏi nơi họ đã quen. Họ không muốn đi ra khỏi nơi mà họ quen với con suối, họ quen với cây rừng. Họ không muốn đi ra khỏi nơi quê hương đó. Nhưng mà chúng ta nhìn xem, khi Chúa gọi Abraham, Chúa gọi một mình ông như vậy, nghe chúng ta, khi tôi thú thật rằng nếu mà tôi bị Chúa gọi với cái câu này, thiệt là một cuộc đấu tranh lớn. Ngươi hãy ra khỏi vòng bà con ngươi, ra khỏi nhà cha ngươi và đi đến một xứ ta sẽ chỉ cho. Ra khỏi một nơi yên ninh, ra khỏi một nơi quen thuộc, ra khỏi một nơi yêu thương gắn bó ở đó, để làm gì?
Sau năm 75, hàng trăm ngàn người Việt Nam chấp nhận đánh đổi mạng sống mình với biển khơi. Bởi vì họ biết rằng nếu họ chạy thoát được, họ sẽ đến được xứ tự do. Họ được ý niệm được đích đến của họ. Họ hình dung và họ biết được đích đến của họ. Nhưng mà Abraham không biết. Abraham không biết đi đến xứ nào. Với một cái câu, mỗi với một cái lời mời, vừa lẫn lời mời, vừa lẫn một mệnh lệnh. Hãy đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Mà thư Hebrew nói rằng Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Đó là một anh hùng đức tin. Đức tin của Abraham chúng ta thấy đó là sự vâng lời. Vâng lời tuyệt đối. Vâng lời tuyệt đối. Sẵn sàng đánh đổi sự yên ninh của mình, sự quen thuộc của mình, sự gắn bó lâu năm của mình với gia đình, với đất đai đó mà đi đáp ứng lời kêu gọi của Chúa. Một bài học nữa của đức tin của Abraham đó là ông tin cậy lời hứa. Tin cậy lời hứa của Chúa hứa với ông. Chúa hứa với ông cái gì? Chúng ta xem ở câu số 2. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi. Và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đây là một lời hứa vĩ đại. Đây là một lời hứa vĩ đại. Chúng ta nhớ rằng là lúc đó những người trong gia đình của Abraham lúc đó còn chưa gọi là một dân, chưa gọi là một dân tộc. Mà Chúa hứa những bức tranh thật không thể hiểu được, thật không thể tưởng tượng được. Lời hứa của Chúa quá lớn. Quá lớn đến nỗi chúng ta không thể hiểu được bằng tri thức, bằng cái con mắt và bằng những định nghĩa của chúng ta. Chúng ta biết, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Abraham đáp lời kêu gọi này của Chúa khi ông đã 75 tuổi. Thưa hội thánh, khoảng chừng 40 tuổi là người ta đã bắt đầu ngại với sự thay đổi rồi. Vợ tôi làm trong công ty của Nhật. Quý vị biết là làm cho công ty Nhật là lương không có cao. Các công ty Nhật nổi tiếng là cái chế độ tuyển dụng suốt đời. Nếu bạn làm trong công ty Nhật, bạn đừng có phạm lỗi, đừng có ăn cắp ăn trộm, đừng có phạm lỗi thì thôi, thì thường thường công ty Nhật họ không đuổi nhân viên. Cái triết lý của các doanh nghiệp của Nhật khác với cái triết lý của các doanh nghiệp Âu Mỹ. Các doanh nghiệp Âu Mỹ, phương Tây, châu Âu và Mỹ đó, thì khi thị trường lên, họ sẽ tuyển nhân viên vào làm thêm. Khi thị trường xuống thì họ đuổi ra. Các doanh nghiệp của Nhật thì khác. Cái triết lý làm kinh doanh của người Nhật là nếu mà thị trường lên thì giới chủ sẽ động viên anh em ráng làm thêm chút. Ráng làm. Khi thị trường xuống, họ vẫn không đuổi nhân viên. Bằng chứng là một năm qua, chúng ta thấy các công ty khác sa thải nhân viên, những công ty Nhật không sa thải nhân viên. Vì họ tuyển dụng nhân viên là họ muốn sử dụng suốt đời, lương không có cao, lương bình bình thôi. Và tôi làm trưởng phòng trong công ty của Nhật, và nhiều công trước đây đó, khi thị trường lên đó, các công ty khác mời vợ tôi qua làm với mức lương cao gấp 3 lần, tức là cao 300%. Nhưng mà vợ tôi không có chịu đi. Cô ấy sợ sự thay đổi. Tôi tin rằng nhiều người ngồi ở đây khi qua đến lứa tuổi 40 rồi bắt đầu sợ sự thay đổi. Lúc đó người ta chỉ muốn gì đó cho nó thôi, bình thường, thôi như vậy cũng được. Nhưng mà bình an, sợ sự thay đổi. Abraham đối diện với cái lời mời
pha lẫn mệnh lệnh này của Chúa khi đã 75 tuổi. Và ông nắm lấy một lời hứa vượt quá mọi sự hiểu biết, vượt quá thực tế trước mặt ông. Làm sao một người 75 tuổi chưa có con mà có thể hình dung được rằng là dòng dõi mình sẽ được phước? Không thể hiểu được. Nhưng mà Abraham vẫn tin cậy cái lời hứa đó. Đó là đặc điểm của anh hùng đức tin Abraham của chúng ta ngày hôm nay. Đó là ông vâng lời theo lời kêu gọi của Chúa. Ông tin cậy lời hứa. Và điểm thứ ba của Abraham chúng ta đáng học, đó là ông là người lập bàn thờ cho Chúa. Trong câu chuyện của chúng ta có hai điều đầu tiên mà chúng ta thấy Abraham. Đó là Abraham là người đầu tiên lập bàn thờ cho Chúa. Chúng ta đọc cả 11 đoạn Kinh Thánh trước đó, không có ai lập bàn thờ cho Chúa. Và Abraham cũng là người đầu tiên được Kinh Thánh ghi lại rằng là ông là người cầu khẩn danh Ngài. 11 đoạn Kinh Thánh trước đó không có ai là cầu khẩn danh Ngài hết. Chúng ta thấy Abraham đã là người đầu tiên làm chuyện này, là người đầu tiên lập bàn thờ cho Chúa, là người đầu tiên cầu khẩn danh Ngài. Chúng ta thấy ở đoạn 12 câu số 9, xin lỗi câu số 8. Đó là Abraham lập bàn thờ và cầu khẩn danh Ngài. Mười một đoạn Kinh Thánh trước, người ta có nếm được ơn phước của Chúa không? Có. Họ có kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời họ không? Có. Nhưng mà chúng ta không thấy họ lập bàn thờ cho Chúa. Chúng ta cũng không thấy họ cầu khẩn danh Chúa. Và hôm nay chúng ta thấy Abraham là người đầu tiên làm chuyện này. Đó là một điều đáng học cho chúng ta. Một người luôn luôn đau đáu, trăn trở, thờ phượng Chúa. Và người đó nói chuyện với Chúa. Cầu khẩn. Kinh Thánh dùng chữ cầu khẩn tức là gì? Tức là nài xin. Trình dâng cho Chúa hoàn cảnh của tôi. Nài xin Chúa thương xót, Chúa giải quyết, Chúa hướng dẫn hoàn cảnh cuộc sống của tôi. Đó là cầu khẩn. Vậy thì ba điều chúng ta đáng học của Abraham là một anh hùng đức tin, đó là ông vâng lời sự kêu gọi, ông tin cậy lời hứa, và ông là người lập bàn thờ cho Chúa, ông là người cầu nguyện. Nhưng mà bất cứ anh hùng nào cũng có những sa ngã. Người ta nói tất cả các vĩ nhân đều có một quá khứ, tất cả những tội nhân đều có một tương lai. Tất cả những tội nhân, dù anh ta hôm nay anh ta gớm ghê bao nhiêu đi nữa, thì anh ta vẫn còn tương lai có thể sửa đổi và phát triển. Dù một thánh nhân hôm nay tốt đẹp bao nhiêu đi nữa, anh ta cũng đã từng có một quá khứ không muốn người ta biết. Có những góc tối trong quá khứ, có những khoảnh khắc không muốn ai biết. Và Abraham cũng là một người như vậy. Phần 2 trong bài học sáng hôm nay, tôi muốn chúng ta học đến cái sa ngã và cái yếu đuối của Abraham. Khi Abraham vào tới xứ Ai Cập, chưa vào xứ Ai Cập đâu, Kinh Thánh ghi lại rằng ở câu số 10, bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn, nên Abraham xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Khi hầu vào đất Ai Cập, tức là khi sắp sửa vào đến đất Ai Cập, thì gì? Abraham nói với vợ mình, nói với nàng Sarai rằng:
Này ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng ấy là vợ hắn đó, ta họ sẽ giết ta. Nhưng để cho ngươi sống, ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Anh hùng đức tin Abraham. Bây giờ bắt đầu chúng ta thấy có một sự yếu đuối, có một sự sa ngã. Khi sắp sửa vào đến xứ Ai Cập thì ông quay qua nói với vợ mình là Sarai: nàng ơi, ta biết nàng là một người đàn bà đẹp, mà khi chúng ta vào xứ Ai Cập thì nếu người ta biết chúng ta là vợ chồng thì người ta sẽ giết ta để chiếm nàng. Thôi thì khi đó nàng hãy nói rằng nàng chỉ là em gái ta thôi, ta là anh nàng thôi. Kỳ thực thì Abraham là Sarai đúng là có anh em, hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng mà trong cái câu nói và trong cái động cơ của Abraham, Abraham ham sống sợ chết. Abraham ham sống sợ chết. Chúng ta nghe câu nói của Abraham này: này ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta nhưng để cho ngươi sống. Abraham ham sống sợ chết. Tôi nghĩ rằng một người đàn ông, một người chồng bình thường sẽ không hành xử như Abraham. Một người chồng đáng lý phải yêu vợ như bản thân mình. Thà rằng mình gánh chịu thiệt thòi, thà rằng mình gánh chịu phần thiệt hơn, để bao phủ, để chở che, để binh vực vợ mình. Nhưng không, chúng ta không thấy được điều đó ở Abraham. Abraham ham sống sợ chết, nói với vợ rằng: nàng cứ hay nói với mọi người rằng là chúng ta là anh em và nàng chỉ là em gái ta thôi, ta là anh nàng. Để làm gì vậy? Để làm gì vậy? Cái câu thứ hai nghe mới độc địa đau đớn làm sao. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Thưa hội thánh, có người vợ nào chấp nhận chồng mình nói với con mình câu nói này không? Rõ ràng Abraham không chỉ ham sống sợ chết mà Abraham còn ham thích nữa. Ham thích gì? Ham thích sự trọng đãi. Nghĩ rằng là nếu người ta thấy người đàn bà này đẹp, ắt hẳn người ta sẽ trọng đãi anh của cô gái này. Các chàng trai ở dưới đang tuổi cập kê sẽ có người yêu. Tôi nói cho mấy bạn trẻ kinh nghiệm của tôi hả? Khi mình tán tỉnh một cô gái, tự nhiên cái là mình tỏ ra rất là biết điều với cả nhà cô ấy, anh của cô ấy, bố mẹ của cô ấy, dòng họ của cô ấy. Thấy ông mục sư gật đầu dưới vậy, ông mục sư có đúng không? Ông mục sư hồi xưa ông mục sư có vậy không? Phải không? Một chàng trai khi tán tỉnh ve vãn một cô gái thì rất là lễ phép, rất là biết điều với những người thân của cô ấy. Để làm chi vậy? Để mong rằng có lúc nào trong gia đình họ có nói chuyện riêng, họ cũng nói vô giùm mình tiếng. Abraham biết được điều đó. Abraham biết được nếu mà nói với người khác rằng là chúng ta chỉ là anh em thôi, vì cái nàng Sarah này đẹp quá thì ác hẳn là người ta sẽ đối xử tử tế với tôi, người ta sẽ trọng đãi tôi. Abraham nói với vợ mình là Sarah như vậy. Có người đàn bà nào chịu được không? Tôi không tin. Tôi không tin người đàn bà nào chịu được khi chồng mình
dùng mình như một con mồi để nhử để ông chồng được sự trọng đãi. Tôi không tin người đàn bà nào chấp nhận chịu được. Tôi không tin người đàn bà nào chịu được người đàn ông hèn. Một người đàn bà có thể làm vợ một người chồng nghèo, chứ không chấp nhận làm vợ một người chồng hèn. Và chúng ta thấy Abraham như vậy. Abraham ham sống sợ chết đến nỗi muốn dùng vợ mình như một mồi nhử để được trọng đãi. Tôi không biết trong lòng nàng Sarai đó có đau đớn, tổn thương, cay đắng đến mức nào. Nhưng ở mức độ một người đàn ông, tôi sẽ không hành xử như Abraham. Làm người chồng, tôi sẽ không hành xử như Abraham. Vì miếng ăn ư? Vì cái đói họ phải chạy đến xứ Ai Cập. Vì muốn người khác trọng đãi mình như là anh của một người đàn bà đẹp. Tôi ước ao rằng là tất cả những người đàn ông và những chàng thanh niên ngồi đây trong cuộc đời mình không bị rơi vào trường hợp này. Abraham đã ham sống sợ chết. Abraham đã nghĩ đến việc dùng vợ mình như một mồi nhử. Chuyện gì xảy ra sau đó? Khi cả hai vợ chồng vào xứ Ai Cập, Kinh Thánh ghi lại thiệt là hay, người ta nhìn thấy nàng Sarai đó và trầm trồ, đến nỗi các quan cận thần của Pharaoh cũng trầm trồ. Tôi không biết Sarai đẹp đến mức nào, nhưng qua sự mô tả của người khác trầm trồ vẻ đẹp của Abraham đó, của nàng Sarai đó, thì quả thật Sarai quá đẹp. Quá đẹp đến nỗi vua Pharaoh, hoàng đế, ưng bụng liền. Hoàng đế Pharaoh làm gì? Câu 15: các triều thần của Pharaoh cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaoh. Chúng ta thấy ở đây sắp tới một cái chi tiết rất là gay cấn là Sarai được dẫn vào cung Pharaoh. Vì cớ người nên Pharaoh hậu đãi Abraham, và Abraham được nhiều chiên bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai, tớ gái. Chúng ta xem từ câu 15. Câu 15 là Sarai được dẫn vào cung. Câu 16 là Pharaoh ban thưởng cho Abraham nhiều súc vật và các tôi tớ. Quý vị đọc câu 16, chúng ta thử xem các sự kiện của câu 16 xảy ra, có thể xảy ra nào xảy ra trong một ngày không? Chúng ta hình dung những sự kiện này ở câu 16. Vì cớ người nên Pharaoh hậu đãi Abraham, và Abraham được nhiều chiên bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Câu 16 này có thể nào xảy ra trong một ngày để tất cả những sự kiện này xảy ra không? Không thể, đúng không? Vì vậy câu 16 này, khi Pharaoh ban cho Abraham nhiều tôi trai tớ gái, lạc đà, lừa cái, lừa được, chiên bò, tất cả mọi thứ đó, chắc hẳn là quá trình đó xảy ra nhiều ngày. Sarai ở trong cung nhiều ngày. Sarai, vợ của Abraham, có thất thân với Pharaoh không? Có. Chắc chắn là có.
bi kịch của sự hèn nhát của Abraham. Vợ mình thất thân với người khác. Mà thật sự chúng ta đọc xong câu 17. Song vì Sarai vợ Abraham nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pharaon cùng nhà người bị tai họa lớn. Tức là vì Pharaon đã ăn nằm với Sarai nên Chúa hành phạt. Chúng ta có thể kết luận điều này một cách chắc chắn vì có một câu chuyện tương tự như vậy xảy ra ở tại Sáng Thế Ký đoạn 20. Sáng Thế Ký đoạn 20, khi mà Abraham cũng lại một lần nữa nói với vua Amalek, cũng là một lần nữa chúng ta thấy Sáng Thế Ký đoạn 12 chúng ta đang ở đây, và Sáng Thế Ký đoạn 20 cũng một lần nữa Abraham nói với vua Amalek rằng Sarah chỉ là em gái tôi thôi. Và vua Amalek đem Sarai về vì trong lòng tin rằng là nàng chỉ là em gái của Abraham thôi. Và Sarai, vua Amalek chưa kịp ăn ở với nàng Sarai đó, Chúa hiện ra và ngăn cản vua Amalek, nói rằng không được làm như vậy. Chúng ta đọc Sáng Thế Ký đoạn 12 và đọc Sáng Thế Ký đoạn 20, hai câu chuyện giống nhau. Chỉ có khác một điều là ở đoạn 12, Pharaoh đã ăn nằm với Sarai vợ Abraham, và đoạn 20 là vua Amalek chưa ăn nằm với Sarai. Chúa nói với vua Amalek, ta biết vì lòng ngươi ngay thẳng, cho nên ta cảnh báo người. Và vì vậy vua Amalek hoảng hồn và kêu Abraham là trả cái nàng Sarai lại. Mà ông chưa có ăn nằm với bà. So lại với đoạn 12, chúng ta thấy rằng Chúa có trừng phạt Pharaon cùng với cả nhà người. Vì sao vậy? Vì ông quả thật có ăn nằm với Sarai. Chúng ta sẽ đọc xuống đoạn câu 16. Rõ ràng câu 16, các sự kiện trong câu 16 không thể xảy ra trong một ngày. Vì cớ đó chúng ta tin rằng Sarai ở trong cung của Pharaoh nhiều ngày. Và câu 17 thấy rằng là Đức Chúa Trời có giáng phạt trên Pharaoh vì cớ đã ăn nằm với Sarai. Thưa Hội Thánh, sự hèn nhát của Abraham bây giờ bắt đầu ông trả giá. Nhưng một điều chúng ta cũng phải thấy, Abraham trong lúc này, trong lúc yếu đuối và sa ngã này, ông quá yếu đuối. Ông sợ chết đã đành, ông chịu nhục, chịu nhục để vợ mình ăn nằm với một người đàn ông khác. Rồi một điều nữa, khi Pharaoh bị Chúa bắt hại, sau đó Pharaoh kêu Abraham đến nói cái gì? Câu 18, Pharaoh bèn đòi Abraham hỏi rằng, ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi? Nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ. Quả thật Pharaoh đã ăn nằm với Sarai, nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ. Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Đoạn Pharaoh hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abraham cùng hết thảy tài vật của người đi. Tôi lại thấy một cái nhục của Abraham nữa. Đó là đành lòng nào mà nhận những của cải của Pharaoh ban cho. Danh dự và cái sĩ của người đàn ông để đâu mà vẫn ngửa tay nhận những cái tài vật mà Pharaoh ban cho. Tôi tin rằng cái sĩ của người đàn ông
khi bị mất vợ sẽ không thể nào nhận một cái món quà từ kẻ thù giống như là hắn ta đã mua vợ mình. Nhưng mà Abraham đã làm điều đó. Chúng ta thấy ở trên màn hình đoạn 12 câu 13. Abraham nói với vợ mình: "Ta xin, hãy xin ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta." Trong lúc yếu đuối và sa ngã, Abraham đã không có những hành xử như một người đàn ông, như một người chồng chính trực. Thưa hội thánh, tôi muốn học điều này cùng với hội thánh vì có mấy điều. Thứ nhất, tôi muốn đây là một liều vaccine cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những bạn trẻ mới tin Chúa. Các bạn nên biết rằng là bất cứ những vĩ nhân nào, những anh hùng đức tin nào cũng có những góc tối của họ, có những phút yếu đuối và thất bại của họ. Vì vậy, hãy tự chích vaccine cho mình, biết rằng nếu quý vị sẽ gặp một trường hợp như vậy thì đừng lấy làm bất ngờ. Và đừng vì thế mà sa ngã đức tin của mình. Có nhiều người vì cớ thấy một mục sư sa ngã, họ chán chường trong đức tin của mình. Họ nói là: "Ô, mục sư A, mục sư B được ơn Chúa mà còn như vậy đó thì huống gì đến tôi." Và họ nại lấy cái sự sa ngã, cái sự thất bại của một người nào đó để biện minh rằng mình, nếu mình có thất bại, nếu mình có bỏ cuộc thì cũng không sao. Tôi muốn bài học của Abraham sáng nay là một liều vaccine cho các bạn. Nếu các bạn thấy được, biết được một người mà các bạn đã từng ngưỡng mộ, một người mà các bạn từng hâm mộ, và khi các bạn biết được góc tối của họ, các bạn biết được những thất bại của họ, hãy nhớ liều vaccine này. Đó là đừng bất ngờ. Và đừng bao giờ nại lý do vì một anh hùng lớn đã sa ngã cho nên tôi cũng có quyền sa ngã. Cách đây mấy tháng, nhà biện giáo Ravi Zacharia ở bên Mỹ về với Chúa. Tiến sĩ Ravi là một nhà biện giáo, nhà thần học lớn của thế kỷ 20. Ông là một người gốc Ấn Độ, di cư qua Canada và sau đó định cư ở Mỹ. Chức vụ của ông thăng hoa tại Mỹ. Ông là một nhà, có thể nói ông là một nhà bác học, bảo vệ cho đức tin, bảo vệ cho đạo của Chúa. Tác giả Ravi Zacharia có một vài quyển sách đã được dịch sang tiếng Việt của chúng ta. Ông có thể là một cây đa cây đề khổng lồ cho ngành biện giáo học. Những cuộc nói chuyện của ông tại các đại học, các sảnh đường đại học thu hút hàng ngàn sinh viên. Và tôi theo dõi những cuộc thuyết giảng của ông tại những viện đại học đó. Thật sự Chúa cho Ravi một cái khả năng đáp ứng, xin lỗi, đối đáp trực tiếp, tức là khẩu đáp một cách trực tiếp và rất là sắc bén. Ông trả lời rất sắc bén cái đạo để bảo vệ cho niềm tin, bảo vệ cho cơ đốc giáo. Cách đây khoảng chừng 6-7 tháng, ông về với Chúa vì bệnh ung thư. Gần như chức vụ của ông không thể chê trách được. Khi Ravi về với Chúa, cả thế giới, các nhà thần học, các nhà biện giáo đều tiếc thương, đều giống như một sự mất mát.
Và mới cách đây khoảng chừng vài tuần thôi, cái cơ quan, cái tổ chức mà ông thành lập, cái mục vụ Ravi Zacharias đã kết luận rằng Ravi khi còn sống đã phạm tội về mặt tình dục với nhiều người nhiều lần trong thời gian dài. Tổ chức của chính ông thành lập, tôi đọc những cái tin tức như vậy, tôi lại càng có đau đớn cho đạo của Chúa, nhưng mà phải khâm phục sự thẳng thắn, minh bạch của các cơ quan Cơ Đốc giáo chính thống. Chuyện gì ra chuyện đó, sai là sai. Trước đây khoảng chừng 2 năm, mục sư Bill Hybels, cũng là mục sư tiếng tăm, ông có những cái diễn đàn và có ở Việt Nam các chương trình online về kỹ năng lãnh đạo đó. Ông là nhà sáng lập và hội thánh và mục sư lãnh đạo của hội thánh Willow Creek, vài chục ngàn người ở Chicago. Những tố cáo của các cô thư ký về sự tội lỗi tình dục của Bill Hybels, và hội thánh lập một ủy ban đặc biệt để điều tra, mời một nhân vật ở ngoài độc lập làm chủ nhiệm cái cuộc điều tra đó, và cũng kết luận đúng là Bill Hybels có. Ravi Zacharias cũng vậy, có. Và sau khi chính tổ chức của ông xác nhận điều đó, hàng loạt các kinh, các đài Cơ Đốc giáo, thí dụ như của trường Kinh Thánh Moody, các đài radio trước đây họ phát các chương trình giảng dạy của Ravi Zacharias, bây giờ họ cắt, không phát các chương trình đó nữa. Tôi muốn nói với các bạn trẻ, bài học của Abraham sáng nay sẽ là một liều vaccine cho các bạn. Các anh hùng đức tin, họ vẫn có những góc khuất trong đời sống của họ, có những phút tối trong đời sống của họ. Một cái hay của Cơ Đốc giáo đó là không có che giấu tội lỗi của nhau. Kinh Thánh không có che giấu những tội lỗi. Kinh Thánh không có che giấu tội lỗi của David. Kinh Thánh không có che giấu tội lỗi của Abraham. Kinh Thánh vẫn cứ ghi để chúng ta học, học từ chiến thắng của họ, học từ những tấm gương gan dạ của họ, nhưng mà cũng học từ những thất bại của họ. Điều thứ hai, tôi muốn rằng tất cả chúng ta phải lấy sự run sợ mà làm nên sự cứu rỗi mình. Giống như Tân Ước nói như vậy, lấy sự run sợ làm nên sự cứu rỗi mình. Hãy nhớ rằng nếu Abraham có thể sa ngã thì tôi cũng có thể sa ngã. Hãy nhớ và nhắc cho bản thân rằng ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã. Một người chưa sa ngã sẽ nghĩ rằng tôi sẽ không sa ngã. Một người thiếu cẩn thận sẽ nghĩ rằng ai đó sẽ sa ngã, chứ tôi sẽ không sa ngã. Cái tâm lý chủ quan đó là một miếng mồi ngon mà ma quỷ nhử cho chúng ta. Nhử rằng tôi sẽ không phạm tội. Vì vậy, trong hội thánh của Chúa có lập những cơ chế để giám sát, để canh giữ nhau, minh bạch về tài chánh, minh bạch về các mối quan hệ. Chúng ta phải lấy đó, xem đó như những cái thắng để giữ lại mình. Có nhiều người
Có nhiều mục sư, ngay cả những mục sư khi đã thành công bắt đầu bực bội với những cái người ta nghĩ rằng là trong hội thánh những cái cơ chế nó ràng buộc quá, làm tôi không được tự do. Tôi muốn làm gì các chấp sự cũng bàn ra, tôi muốn làm gì các chấp sự cũng can, hay là những cái cơ chế minh bạch ở trong hội thánh. Nếu một người có lòng thanh sạch, người ta sẽ dễ dàng ok với các cái cơ chế minh bạch đó. Biết rằng những cơ chế đó để bảo vệ tôi và bảo vệ lẫn nhau. Chúng ta nhớ rằng một người tốt làm việc với một cơ chế xấu thì sẽ trở thành một người xấu. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi là mục sư, hay là nếu mà đã là mục sư thì không có chịu những sự kiểm soát, những sự quản lý, những sự chế tài của hội thánh. Một người tốt làm việc với một cái cơ chế không tốt, anh ta sẽ bị cám dỗ và sẽ phạm tội. Abraham nói với vợ mình, chỉ muốn nhìn nhận hai người là anh em với nhau thôi. Để làm gì? Để được trọng đãi, để được giữ toàn mạng mình. Tôi không biết trong những ngày nàng Sarai vợ mình ở trong cung thì Abraham suy nghĩ gì, thấy gì ở trong lòng mình. Tôi không biết người chồng Abraham nghĩ gì nếu hôm nay vợ mình ở trong cung với Pharaoh. Thưa hội thánh, chuyện đó xảy ra năm Abraham 75 tuổi. Sau khi Pharaoh trả Sarai lại cho Abraham và đuổi đi, mấy người đi đi, đem hết tôi tớ súc vật của người đi đi. Năm đó Abraham 75 tuổi, Sarai kém hơn chồng mình 9 tuổi, tức là Sarai 66 tuổi. Hai vợ chồng đi khỏi Ai Cập. Sau đó tôi đọc Kinh Thánh những đoạn sau, tôi thấy có một sự lấn lướt của Sarai đối với chồng mình. Tôi không biết các ông đọc Kinh Thánh có cảm nhận như vậy không. Sau cái sự kiện ngày hôm nay ở Sáng Thế Ký đoạn 12, chúng ta thấy Sarai có vẻ như lấn lướt với chồng mình. Sarai định đoạt với Abraham là thôi bây giờ ông ăn nằm với con đòi của tôi đi. Rõ ràng chúng ta thấy rằng có một sự lấn lướt. Sau đó Sarai cay đắng với Aga, tại vì Aga sanh được đứa con trai Ishmael. Cho nên Sarai nói với Abraham rằng cái nỗi nhục của tôi đổ cho nỗi nhục của ông. Abraham nói vì Sarai, bây giờ người bà muốn làm gì bà làm đi. Sau đó là Sarai đuổi nàng Aga đi. Chúng ta thấy có một sự lấn lướt của người đàn bà Sarai với chồng mình là Abraham. Tại vì sao vậy? Tại vì người vợ đó đã chứng kiến một khoảnh khắc trong cuộc đời mình thấy một người chồng hèn. Một người chồng hèn đó để mình thất thân với Pharaoh. Sự kiện ở Sáng Thế Ký đoạn 12, khi Abraham 75 tuổi, 24 năm sau, khi Abraham 99 tuổi, Chúa mới trở lại quay lại nó với hứa lại với Abraham rằng năm sau giờ này ngươi sẽ có con. 24 năm. Mà tôi nghĩ Đức Chúa Trời là đấng tuyệt vời. Chúa phải cần 24 năm để Sarai quên đi chuyện cũ. Chúa phải cần 24 năm để Sarai quên cái chuyện xảy ra ở Sáng Thế Ký 12.
Chúa phải để 24 năm Sarai mới có thể có thai. Bởi vì trong 24 năm đó, bất cứ lúc nào người chồng đụng đến thân thể của nàng, chắc là cái sự cay đắng trong người đàn bà không thể nào đáp ứng là với chồng mình. Hai mươi bốn năm đó, Đức Chúa Trời không để cho nàng Sarai có thai, bởi vì nếu có thai, chắc chắn trong lòng Sarai vẫn còn sự cay đắng pha lẫn khinh rẻ đối với chồng mình. Chúa phải để 24 năm để nàng Sarai hàn gắn và quên đi. Thưa hội thánh, tất cả những lỗi lầm, tất cả những điều mà chúng ta phạm tội, dù cho kín đáo nhiều người không biết, nhưng chính chúng ta biết và chính chúng ta phải gặm nhấm hậu quả của điều đó, phải trả giá cho tội lỗi mình đã phạm, trả giá cho sự yếu đuối của mình, trả giá cho sự sa ngã của mình. Đó là bài học Abraham, sự yếu đuối cùng anh hùng đức tin. Xin Chúa dạy dỗ mỗi người chúng ta mà giữ cho chúng ta biết, tôi sẽ có thể sẽ sa ngã, tôi có thể sẽ ứng xử một cách không phải lẽ, không chính trực, và bài học của Abraham là liều vaccine cho mỗi người chúng ta. Các anh hùng đức tin, những vĩ nhân cơ đốc sẽ có những góc khuất nào đó. Nếu bạn biết sự sa ngã của một người lãnh đạo, nếu bạn biết sự sa ngã một người anh hùng, đừng vì cớ đó để biện minh cho sự sa ngã của chính mình. Amen.